Chắc hẳn là anh em ở đây cũng đã xem qua hết những thay đổi về gameplay trong video giới thiệu của nhà phát hành về gameplay bản thứ 8 rồi. Thậm chí là mấy ngày qua thì chúng ta cũng đã trải nghiệm ở rank xếp hạng rất nhiều. Tuy nhiên thì không biết là anh em có để ý hay không, ngoài những thay đổi về tạt bóng và chuyền bóng, mặc dù nhà phát hành không có nói gì đến ZD cả, thế nhưng cảm giác rõ ràng rằng ZD đã được búp rất nhiều trong bản cập nhật lần này. Và với mình, sau khoảng 40 trận đấu leo từ đầu cho đến khi vào được danh siêu sao, top đâu đấy khoảng 50-60 rồi, thì mình cũng đã có những cảm nhận khá là chi tiết về bản gameplay lần thứ 8. Và chắc chắn nó sẽ còn có nhiều sự sửa đổi, bug game cũng cần phải được fix lại. Tuy nhiên chúng ta hãy nói về ZD. Câu hỏi được đặt ra là Dink Pass, chức năng chuyền bóng mới có hỗ trợ cho ZD hay không? Dink Pass là kiểu chuyền bóng mới được đưa vào gameplay của FIFA 24, cho phép anh em thực hiện những đường chuyền nhấc bóng lên khỏi mặt đất ở tầm thấp khiến cho đối thủ khó bắt bài hơn. Nhưng có khi anh em thử kết hợp Dink Pass vào dứt điểm hay chưa? Với những cầu thủ có chỉ số ẩn tinh tế hoặc chỉ số cửa lòng cùng với vô lê cao thì những quả Dink Pass ở tầm trước vòng cấm có thể là tiền đề để anh em tung ra những cú vuốt bóng sống ngoài tầm với của thủ môn. Thậm chí Dink Pass nếu dùng tốt có thể khiến anh em khoan thẳng vào những góc vô cùng hẹp và phải làm cho đối thủ bó tay, mặc dù họ có đổ bê tông thì chẳng nữa. Chỉ cần một vài tình huống SS hoặc WW đơn giản là có thể nhanh chóng hướng bóng vào chân tiền đạo chủ lực của anh em đang đứng trước mặt thủ môn, và đơn giản thôi, đối mặt thủ môn thì cứ ZD là phương án rất dễ vào. Và đôi khi còn có thể là câu cả penalty nữa. Theo cá nhân mình, Dink Pass và ZD sẽ là hai lối chơi vô cùng thích hợp cho những người sử dụng tay cầm vì sự tùy biến của nó là rất cao, phù hợp với khả năng điều khiển 360 độ của tay cầm khi sử dụng vào game. Và thậm chí nếu vào thế đẹp thì chúng ta hoàn toàn có thể tung ra những đường chuyền và những cú sút có thể làm tắt điện hoàn toàn những nỗ lực phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng độ chính xác của những đường chuyền ngắn trong bản cập nhật lần này đã bị giảm đi khá nhiều. Vì vậy nếu như anh em muốn kiểm soát được những đường chuyền thì hãy sử dụng nó một cách nắn nót nhé. Khá nhiều anh em đã vô cùng phẫn nộ khi một số con hàng được thay đổi các kiểu thể hình mới trong game update lần này, và update xong thì lại bị vô lý. Như Gullit thì thể hình nhỏ nhưng lại to lên, còn với Leon Goretzka thì thể hình to nhưng lại bị bé đi. Và trong game hiện tại thì chúng ta có khoảng đâu đấy loanh quanh 100 kiểu body được design riêng, và có những cầu thủ thì được lợi và có những cầu thủ thì họ bị nớp đi. Nhưng anh em hãy bình tĩnh và thử sử dụng tư duy một chút nhé. Ở bóng đá ngoài đời, những cầu thủ có thể hình quá dày thường sẽ không có sự luồn lách khéo léo, cũng như guồng chân sẽ không thể vẽ được những quả bóng theo quỹ đạo khó. Những ông thần chuyên răng lạc mà lại quá mỏng cơm thì thường hay phải cạp đất trong những pha tranh chấp tay đôi. Việc điều chỉnh lại một số kiểu body cơ thể trong bản update lần này có thể nói là một sự nỗ lực của nhà phát hành để làm cho game hấp dẫn hơn và thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa những kỹ thuật và các thể hình khác nhau. Các con hàng thô cứng trước đây sẽ có cử động mềm mại hơn một chút, giúp anh em có thể tận dụng tốt những chỉ số ẩn sút xa, và đa phần những con hàng này đứng ở vị trí CM hoặc CDM. Những cầu thủ mang tiếng là quá mỏng cơm nhỏ con gần đây thì sẽ có thêm một số body giúp cho họ có được cơ bắp tốt hơn để có thể tranh chấp tốt hơn trong những tình huống dê dắt, và giúp cho họ tạo được những thế để có thể ZD tốt hơn. Chúng ta vẫn biết đến những ông hoàng cứ lòng như là Messi chẳng hạn, hay là hiện tại Kevin De Bruyne đã được nâng cấp lên và thể hình nhìn đã dày hơn rất nhiều, gần với ngoài đời hơn. Và cũng phải nói rằng trong bóng đá hiện tại bây giờ ở ngoài đời thì việc một cầu thủ có bóng và đột phá ở hành lang biên, sau đấy cắt inside vào trong và tạo ra những tình huống cứa lòng là một trong những bài đánh ghi bàn rất phổ biến tại bóng đá, và chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy những người chơi có cái lối chơi như vậy, điển hình như Arjen Robben chẳng hạn, Son Heung-min cũng là một kiểu như vậy. Chính vậy theo cá nhân mình, sự thay đổi về mặt body thể hình của các cầu thủ trong game mặc dù vẫn đang còn nhiều những sự bất cập, tuy nhiên bản update lần này là một nỗ lực của nhà làm game để giúp cho những pha tấn công được đa dạng hơn, cân bằng hơn, cũng như hạn chế sự gai góc thực dụng của những sơ đồ tử thủ tiêu cực mà anh em đã rất phàn nàn trong những thời gian gần đây. Và rõ ràng là việc cầu thủ cử động nhanh hơn, mượt mà hơn đã tạo ra cho rất nhiều những pha bóng ZD, những tư thế để có thể ZD thành bàn thuận lợi, và nó đã xuất hiện nhiều hơn trong tần suất đá banh của mình.
Cá nhân mình cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn từ ZD và cũng thủng lưới rất nhiều những bàn thắng kiểu như vậy đến từ đối thủ. Càng lên danh cao, khả năng control ball cũng như là tạo ra những góc dứt điểm của các game thủ càng tốt hơn và họ càng cho ra những siêu phẩm ZD vô cùng khó ở những góc gần như không thể tưởng tượng được. Và đây là clip mà mình tổng hợp những bàn thắng mình ghi được trong khoảng 40 trận đấu với ZD. Là sự thay đổi này hướng tới việc làm cho những người chơi có thói quen đẩy rất nhiều những cầu thủ về khu vực cấm địa, đổ bê tông sẽ khó khăn hơn trong việc phòng ngự. Họ vẫn sẽ phải dâng đội hình lên một cách hợp lý để có thể chặn những đường ZD của đối phương. Và nếu như dâng đội hình lên thì tất nhiên rồi, khoảng trống đằng sau lưng họ sẽ xuất hiện ra nhiều hơn và chúng ta sẽ đến với những miếng bài mới để có thể chống những người thường xuyên bẫy việt vị vào những clip sau. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.